Chào cô. Vào chỗ chiếu ước
chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đã nói lên công sinh thành dưỡng dục tình cảm sâu đậm của ông bà cha mẹ với các con các cháu là vô cùng to lớn, không thể nói hết được. Kính thưa toàn thể hội nghị, có thể nói ngàn Ngọc Trục năm nay được mùa về Mừng Thọ. Trong toàn xã có 140 vụ được Mừng Thọ, thì làng Ngọc Trục ta có 27 vụ được Mừng Thọ. Đây là một tín hiệu vui. Và các vụ tuổi thọ ngày được nâng lên, cũng như sự chăm sóc nuôi dưỡng của các cháu ngày càng tốt hơn. Kính thưa hội nghị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố lễ Mừng Thọ các cụ cao tuổi Phương Ngọc Trục năm 2020 bắt đầu. Kính thưa các bộ, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện lễ Mừng Thọ thôn nhà năm 2020. Cứ mỗi độ xuân về, nhân dân trong làng lại tưng bừng tổ chức lễ Mừng Thọ cho các bộ. Trong 3 năm qua, thôn nhà đã làm được rất nhiều việc. Bộ mặt trong thôn đã từng thay đổi rất nhiều. Làm được những việc này là nhờ sự đoàn kết của toàn dân, trong đó có những ý kiến tham gia rất tâm huyết của các bộ. Xuân Canh Tí năm nay làng ta vui, từ trước đến nay chưa bao giờ có cái lễ Mừng Thọ của các bộ đông như năm nay, rất là phấn khởi. Thay mặt lãnh đạo thôn, xin chính chúc các bộ, các ông các bà, các anh các chị về dự lễ Mừng Thọ năm nay cùng toàn thể gia đình sức khỏe rồi là gia đình hạnh phúc, đón một mùa xuân Canh Tí an khang thịnh vượng. Sau đây tôi xin thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân xã Đồng Lỗ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Đông Đô, ngày 15 tháng 1 năm 2020 quyết định về việc tặng quà Mừng Thọ hội viên người cao tuổi thôn Ngọc Trục năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Đông Đô căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật người cao tuổi của Quốc hội đã thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2019, căn cứ thông tư số 21 2011 TT ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc họ Mừng Thọ và biểu dương khen thưởng cho người cao tuổi. Xét đề nghị của Chủ tịch Hội người cao tuổi về việc tặng quà Mừng Thọ cho hội viên Hội người cao tuổi năm 2020, quyết định điều 1 tặng quà Mừng Thọ cho 27 hội viên Hội người cao tuổi năm 2020 như sau: mức quà tặng Mừng Thọ cho 26 hội viên tuổi từ 70, 75, 80, 800 là 700.000 đồng. Mức quà tặng Mừng Thọ cho hội viên người cao tuổi 90 là 1.000.000 đồng. Nói nhỏ thôi. Tổng số tiền tặng quà Mừng Thọ là 19.200.000. Có danh sách tiếp theo. Điều 2, kinh phí tặng quà Mừng Thọ được trích từ nguồn ngân sách xã năm 2020. Điều 3, công chức văn phòng, thống kê, công chức tài chính, kế toán ngân sách Ủy ban nhân dân xã, chủ tịch hội người cao tuổi xã, các ông bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này thay mặt Ủy ban nhân dân xã, chủ tịch
Nguyễn Công Tuệ đã ký. Thưa hội nghị, sau đây tôi xin thông qua danh sách các cụ được mừng thọ năm nay xếp theo thứ tự danh sách của Ủy ban Nhân dân xã người này. Trước hết là các cụ 70 tuổi, cụ Nguyễn Thị Lơ, cụ Dương Thị Quang, cụ Đỗ Thị Hường, cụ Phạm Xuân Nghiêm, cụ Hoàng Thị Thu, cụ Nguyễn Thị Lan, cụ Dương Văn Lâm, cụ Nguyễn Chí Thanh, các cụ 75 tuổi, cụ Phạm Thị Quả, cụ Đoàn Nhật Tước, cụ Phạm Văn Mang, cụ Hoàng Thị Lễ, cụ Dương Thị Xuyến, cụ Dương Xuân Đệ, cụ Dương Văn Trang, các cụ 80 tuổi, cụ Phạm Hồng Huy, cụ Dương Thị Thuận, cụ Phạm Thị Quang, cụ Lê Thị Đường, cụ Nguyễn Văn Đều, các cụ 85 tuổi, cụ Phạm Thị Phú, cụ Dương Thị Cước, cụ Lê Thị Tất, cụ Dương Thị Đái, cụ Hoàng Văn Tuệ, cụ Đỗ Thị Phượng. Biết là năm nay làng ta có thể nói là từ trước ngày chưa ông nào được 90 tuổi. Rất đồng này rất mừng, rất phấn khởi. Cụ Dương Văn Hoa đã có chúc họ được tận thọ 90 tuổi. Kính thưa hội nghị, trong mấy năm qua làng ta làm được rất nhiều công việc. Như đây tôi đã có báo cáo, trong việc này nhờ ngoài sự đoàn kết của toàn dân thì các cụ cũng là người góp ý rất ý kiến của tâm niệm và quan trọng cho quê hương. Thì tới đây sau khi lễ mừng thọ và đón mừng xuân canh tí này thì cũng kính mong các cụ sống vui sống khỏe, sung khỏe bên con cháu và tham gia góp ý cũng như xây dựng thôn đang càng ngày càng phát triển. Xin cảm ơn. Năm nay mừng thọ 80, cha ơi cha đã dày rồi đấy ư, cháu con ai cũng mong chờ, chúc cha trường thọ thêm nhiều dạng xuân. Một đời lặn lội phong trần, cha luôn gắng giữ cho mình đức tâm, mặc cho đời có say bần, cha là chỗ dựa tinh thần cháu con. Một đời chú bể lên non, một đời cha giữ tâm hồn bà son, tấm gương cha mãi luôn tròn, soi con tâm sáng về gan đường ngồi. Mẹ ơi mẹ mới sang rồi, 78 tuổi xin ngời vui thưa. Vui khỏe vững vàng, phát huy truyền thống đầy vẻ